Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Nghệ sĩ Hoài Linh chính thức lên tiếng làm rõ tiền lãi ngâm 13 tỷ trong 7 tháng. Mới đây, nghệ sĩ Hoài Linh đã đăng tải đoạn clip dài hơn 46 phút giải trình cặn kẽ về câu chuyện tiền từ thiện bà con vùng lũ miền Trung bị chậm trễ gần 7 tháng. Bên cạnh việc làm rõ lịch trình cũng như lý do vướng bận của bản thân từ thời điểm tháng 10/2020 tới tháng 5/2021 khi sự việc trở nên rùm beng, nam danh hài cũng giải đáp một số thắc mắc của cộng đồng mạng về số tiền lãi khi để trong ngân hàng. Theo đó, nghệ sĩ Hoài Linh cho biết, nhiều người thắc mắc về số tiền hơn 13 tỷ đồng ngâm trong tài khoản suốt nhiều tháng sẽ là bao nhiêu và liệu rằng có phải anh cố tình làm điều đó để ăn chặn tiền lãi nhận về hay không. Trước câu hỏi này, nam danh hài đã lên tiếng giải đáp, đưa ra tờ sao kê nhận từ ngân hàng và khoanh vùng từng khoản tiền lãi được gửi hàng tháng. Dựa trên tờ sao kê phía Hoài Linh đưa ra, tổng tiền nhận được là hơn 13,2 tỷ đồng. Phần nội dung bút toán trả lãi gửi về tài khoản mỗi tháng hơn 1 triệu đồng. Sau khi đối chiếu 7 tháng, nam danh hài đã tổng kết lại, số lãi là 7,99 triệu đồng. Cũng trong đoạn clip giải trình, Hoài Linh đã cúi đầu nhận sai. Xin kính chào quý khán giả. Trước tiên, Linh xin gửi một lời xin lỗi chân thành đến quý vị khán giả trong và ngoài nước. Trong suốt thời gian qua, một lời xin lỗi chân thành. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay tôi làm video này không phải để biện minh mà để giải trình vì sao lại giữ số tiền này lâu đến như vậy, gây nên sự phẫn nộ và bức xúc trong cộng đồng, Hoài Linh bày tỏ ở phần mở đầu của đoạn clip. Theo nam danh hài, những biến cố xảy ra như vấn đề về sức khỏe không cho phép hay sự ra đi đột ngột của người bạn diễn thân thiết Chí Tài cùng dì ruột đã khiến anh bị chậm trễ trong công tác thiện nguyện. Sau khi qua hết những biến cố đó, khi anh đã lên lịch rõ ràng để đến giúp đỡ bà con, thì dịch bệnh lại hoành hành khiến mọi thứ càng thêm trì hoãn. Anh một lần nữa bày tỏ, thật sự tôi không muốn lấy bệnh hay lý do của mình ra để biện minh, nhưng tôi muốn giải trình hết để mọi người hiểu và thông cảm và cũng nhân lời xin lỗi chân thành về việc tiền từ thiện đến chậm với bà con. Hiện tại, sự việc của nam nghệ sĩ đang nhận được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng. Bạn nghĩ sao về vấn đề này? Chia sẻ dưới bình luận nghe nhé! Cùng đón đọc những tin tức vi biết mỗi ngày trên danh nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để được theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.